Mình là Ice Mobile. Vào ngày mùng 1 Tết, các bạn đăng nhập vào game Free Fire sẽ nhận được vô vàng hộp ma thuật và tài khoản quân trang phục vĩnh viễn, cùng với đó là 20 triệu kim cương. Ok, như vậy là trận đấu của chúng ta bắt đầu nữa rồi. Đây là trận 2 nha các bạn. Trận 2 nha các bạn. Trận 2. Và bây giờ chúng ta có thể thấy là các team của chúng ta trên bản đồ bắt đầu nhảy rồi. Đây là menu mạnh, vẫn còn chém ấy. Còn đây là team của Khô Mực Henny. Đây là team của Chinoona. Hình như team của chúng ta đang bị thiếu người rất là nhiều luôn. Trong khi đó thì Lão Gió cũng thiếu người luôn. Còn đây là 108 Bụi. Còn đây là Gà HP, HTT, Dược Nham. Đây Phú Đại TV, Handed, Baka. Cùng với đó là FK Kiên. Bé Mi Free Fire đã có bắn nhau rồi, đã có bắn nhau tại đây. Đó là chùm cuối đang bắn nhau. Còn đây là Linh Xe Ôm, chùm cuối có mặt tại đây. Như vậy là bé Mi No Way nằm xuống rồi. Bây giờ chùm cuối đang được bắn, chùm cuối đang với Linh Xe Ôm nằm xuống là cực kỳ nguy hiểm. Đó là tem của ai? Cực kỳ, đây là Lão Gió, cực kỳ nguy hiểm. Giao tranh gì ghê thế, quá gắt. Đó là tem của Boot Gaming, cực kỳ nguy hiểm. Tem của anh ta đã có 3 điểm hạ gục rồi. Đó chính là tem nào? Tem của bé Mi Free Fire lần này chỉ còn lại chùm cuối mà thôi. Rất là khó rồi, rất là khó cho chùm cuối rồi. Anh ta phải chạy ra đây rồi, cực kỳ nguy hiểm. Còn đây là GP Gaming, còn với đó là TRG Map. Còn đây là Cherry C. Đây là K204. Nãy bị rớt mạng nha các bạn, bị rớt mạng nên là bị hơi fail nha các bạn. Nhưng mà không sao. Đây là Gao Bạc TV, đây là Tú Cai, thấy được đối phương bên kia thì phải. Đây là TN2K. Gao Bạc TV, đồ hình của anh ta dường như khá là chắc chắn khi mà loot ở khu vực ngã ba này. Đây là Lưu Trung TV. Chúng ta có thể thấy rằng là Lưu Trung TV, một anh chàng YouTuber khá là điển trai trong làng Free Fire của chúng ta. Đây Chi Chi, còn đây là 3M, còn đây là Khánh An. Hay, chúng ta cũng có thể thấy rằng hơi bị lag stream một xíu nha các bạn. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng khắc phục trong vòng vài ít phút nữa. Rồi, đây là tem của Lão Gió. Tem của Lão Gió thì quyết định loot ở khu vực đó, công xưởng. Trong khi đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là GP Gaming đang có mặt ở khu vực biệt thự. Chùm cuối thì sao, chỉ còn lại một mình anh ta thôi. Bây giờ anh ta phải núp đến bọt cuối để mà phải làm sao đó luồn về bọt cuối để mà giữ cái top cao nhất cho đội hình của bé Mi Free Fire. Trong khi đó tem Phú Đại TV và cùng với Handed và Baka, Handed, Baka cùng với đó là Kiên thì đang có mặt ở khu vực trung tâm. Dường như khu vực trung tâm không có ai nhảy cả. Đây là 108 Bụi đang có mặt khu vực nhà khu trượt tuyết. Đây là 108, HTT, gà HP và Dược Nham. Trong khi đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tem của YouTuber Tiểu Cốt rồi Đệ Lè đã bị bắn rồi. Rất là khó, Tiểu Cốt đang có mặt ở đây. Bông Tạ cũng có mặt ở đây nhưng mà Đệ Lè đã ra đi rồi các bạn ơi. Đó là tem của ai đang bắn? Chúng ta sẽ cùng tìm kiếm tem của ai đang bắn Đệ Lè vậy. Đó là tem của Gao Bạc TV. Gao Bạc TV như vậy Tú Cai có một điểm hạ gục cho mình nữa rồi. Trong khi đó thì tem của Lưu Trung đang ở khu vực xưởng gỗ, không có chuyện gì xảy ra cả. Còn đây là Lão Gió, dường như khu vực Lão Gió vừa nghe một tiếng giảm thanh gì đó rất là nhẹ nhàng. Ơi, lên lại rồi các bạn ơi, lên lại rồi. Cực kỳ nguy hiểm, stream mình lên lại rồi nha các bạn. Các bạn bị lag thì cũng có thể qua kênh của anh Rikaki xem nha.
Ai bị lag thì cũng có thể qua kênh của Rikaki xem nha các bạn. Trong khi đó thì chúng ta thấy là Bụi đang có mặt ở phía trên khu vực khu trực tuyết rất là nhẹ nhàng. Đây tiểu cốt và bông tạ đang di chuyển qua khu vực cầu thị trấn. Trong khi đó thì Menuman đang có mặt ở khu vực mỏ đá và bây giờ bắt đầu di chuyển lên khu vực đồi thông. Đây là Lit đang chạy xe cùng với Sadow, cùng với đó là Tom. Còn đây là Thanos. Trời ơi, có 3 kill rồi, dường như đội hình của anh ta đang rất là sung sức. Đây là Boot Gaming. Còn đây là tem số 3. Tem số 3 dường như đã mất một thành viên, hình như là bị lỗi mạng không vào được thì phải. Đây là Bụi 108. Còn đây là Phú Đại TV, Handed 3K có mặt ở khu vực trung tâm, bây giờ di chuyển qua khu vực sân tập Gold. Đó phải sự vực, đúng rồi, đó chính là khu vực sân tập Gold nha các bạn. Đây là GP, một cô nàng khá là xinh xắn. GP Gaming thì các bạn cũng có thể biết tới trong tất cả những giải đấu đấu trường sinh tồn mùa 1 thì phải, mùa 1, mùa 2 rồi các bạn cũng có thể thấy rồi. Đó. Rồi và cùng với đó TRG Map cùng với đó Cherry. Còn đây là K204. Đội hình của GP Gaming đợt này rất là sung sức, cực kỳ sung sức luôn. Còn đây là Gao Bạc TV, không cần dấu bài, bắn nhau là chính, chủ yếu là tấu hài nha các bạn. Đó. Các chàng trai của chúng ta hôm nay rất là sung sức, rất là cực kỳ là nguy hiểm. Lưu Trung có mặt ở khu vực nhà gà, ở nhà gà này là ở cánh đồng. Những cái khu vực gần nhau thì nó không có tên nha các bạn. Như khu vực cánh đồng này nó nằm trải dài từ khu vực trượt tuyết đến khu vực ngã ba, thì khu vực này mình gọi là khu vực cánh đồng. Đó. Còn đây là Lão Gió. Lão Gió thì đang ở vị trí đó, chính là đã có phát hiện GAV rồi. Như vậy GAV vừa bay qua thấy được khu vực của ai ta, khu vực của Lưu Trung luôn. Như vậy là Lưu Trung đã phát hiện ra khu vực của Lão Gió ở phía dưới kia và đang bắt đầu me và canh ke đủ các kiểu. Gao Bạc TV nè, Tứ Cai nè, Gao Anh Tú nè. Chúng ta cũng có thể thấy là trên bản đồ vẫn còn nguyên nha các bạn, vẫn còn nguyên 11 tem. Vẫn còn Gao Anh Tú đang đứng khoe thêm một pha tặng bông đến tất cả quý vị khán giả cho có mặt trong ngày hôm nay. Một pha tặng bông cực kỳ dễ thương. Đây là đội hình của Boot Gaming đang có mặt ở khu vực thị trấn, không di chuyển gì nhiều cả, chỉ ở đây thôi. Đây Menu Mạnh bắt đầu di chuyển vào bo với con xe Lamborghini không, đã dừng lại ở khu vực sân tập Gold. Dường như chúng ta cũng có thể thấy rằng là Phú Đại TV bắt đầu di chuyển bằng xe rồi. Như vậy khu vực này có người, không ổn rồi. Quyết định chạy đến từ vị trí của Phú Đại TV. Còn đây là 3K, còn đây là Kiên. 3K biết, 3K Phú Đại TV biết khu vực đó có người, bắt đầu di chuyển ngược lại và bắt đầu có tấn công hay không đây? Có tấn công hay không đây? Đã nhảy xuống rồi, thấy được đối phương rồi. Bây giờ Phú Đại TV đang đẩy lên, không, đang bị bắn, 3K đang bị bắn. Kéo tầm cực kỳ hay đến từ vị trí của Phú Đại, nhảy ra xây MP40 rất là kinh khủng. Bây giờ Phú Đại TV đâu rồi? Phú Đại TV đang ở bên đây, Handed đang bắn phụ. Handed đã vào xe rồi. AK 3K thấy được đối phương bắn. Phú Đại TV đã có một điểm hạ gục cho mình rồi. Đó là vị trí của Lão Gió. Tem của Lão Gió đang ở phía trong này. Bây giờ vị trí của Lữ Bố đã phải gục rồi. Còn bây giờ Jin đang được bắn, Jin đang được bắn lên. Lữ Bố đã phải nằm xuống rồi. Jin nhảy ra sấy vào vị trí của Phú Đại TV, nhưng lượng sát thương là cũng rất là nhiều. Đặt bom keo rất là Lão Gió đã phải nằm xuống trước nòng súng của Phú Đại TV. Như vậy là tem của Lão Gió đã bị cơ li hoàn toàn trước AFK, Phú Đại TV, Handed, 3K và Kim. Cực kỳ gắt, một pha giao tranh rất là nhanh gọn, cực kỳ gắt, rất là khó. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy rằng là ván trước thì tem của Lão Gió có một cái số top rất là cao. Và bây giờ thì đã phải dừng cuộc chơi cũng khá là sớm. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn ván thứ ba nữa. Và chúng ta sẽ chờ Lão Gió vực dậy nha các bạn. Trong khi đó thì chúng ta cũng có thể thấy là TLM Gaming đang ở khu vực nhà gà cánh đồng.
Và dường như khu vực nhà cánh đồng này, bên phía bên kia cũng có khu vực của team của Lưu Trung. Thì phải, Lưu Trung cũng nhà gà bên này. Trong khi đó AFK dường như hôm nay rất là sung sức, gặp ai là bắn đó. Còn đây Boost Gaming đang ngắm nghía về khu vực phía bên kia. Menu mạnh thì sao, có mặt ở khu vực đó chính là xưởng, công xưởng. Trên bản đồ của chúng ta vẫn còn đến tận 34 người, rất là nhiều người. Bò của chúng ta bắt đầu thu về khu vực cánh đồng rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là Phú Đại. Phú Đại bắt đầu di chuyển xe, dường như thấy được đối phương ở phía trên kia, bắt đầu chạy ngược lại. Trong khi đó Handed 3K, 3K đang nhắm về vị trí ở. Như vậy là ở đây có cuộc giao tranh xảy ra rồi. Có cuộc giao tranh xảy ra, đây là Handed. Handed thấy được đối phương không, bắn hay không? Đây Phú Đại TV đang ở cục đá. Bây giờ Kiên, Kiên đó là đội hình của ai? Đó là đội hình của ai? Như vậy là đội hình của Boost Gaming. Boost Gaming đã có mặt tại đây. Đội hình của Boost Gaming đã mất đi một người rồi. Đây là Blend, còn đây là Thanos. Trong khi đó Phú Đại TV cùng với đó team AFK đang giao tranh với team của Boost. Như vậy một quả lựu được ném vào và liệu rằng chết hay không? Như vậy là khó cho Thanos rồi, khó cho Thanos rồi. Thanos đã phải gục xuống rồi. Team của Thanos đi rồi, đi rồi, đi rồi ông giáo à. Còn đây Blend, Blend đang ở ngoài dựng bom keo cực kỳ nhiều, nhưng trong khi đó Phú Đại TV đang sấy, đã sấy được rồi, lấy đi cái mạng của đối phương rồi, đã bắn gục được rồi. Tiếp tục vẫn còn người ở trong đó, và liệu rằng có vào được cái góc này, vẫn được sấy đến từ vị trí của Phú Đại TV. Chúng ta thấy là Boost Gaming đang gặp khó khăn, bơm máu cho Thanos rất là nhiều, bơm máu cho Thanos, nhưng không, trong khi đó Thanos đã gục rồi. Trong khi đó nòng súng chĩa vào là rất nhiều. Như vậy là dựng bom keo rất là nhanh, rất là khó. Thanos đã được cứu rồi, và AFK đang bắt đầu đẩy vào cứu được Phú Đại TV. Handed, 3K, Kiên, và bây giờ vào sấy nhưng không. Trong khi đó thì Handed ở ngoài, 3K, 3K ở ngoài bắn vào, và Phú Đại TV đang ở trong đây. Trong khi đó Kiên đã bị gục rồi, thấy được đối phương nhưng không. Phú Đại đang nằm xuống, trong khi đó Handed sấy, và bây giờ 3K nhảy vào. Như vậy là clear hoàn toàn vị trí của Boost Gaming. Nhưng mà không, trong khi đó thì AFK phải xanh mặt. AFK phải xanh mặt luôn các bạn ạ, xanh mặt với cái cuộc giao tranh này. Dường như cái cuộc giao tranh này AFK cũng gục lên gục xuống, và cùng với đó thì team của Boost Gaming cũng gục lên gục xuống rất là nhiều lần luôn. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm. Xem chút nữa chúng ta đã mất đi Phú Đại, và cùng với đó mất đi Kiên rồi. Trong khi đó Menu Mạnh thì ở phía trên này, và bắt đầu có AW đến từ vị trí của Mạnh rồi. Cực kỳ nguy hiểm, đang có con xe ở trên đây. Mạnh sẽ làm gì đây? Mạnh sẽ làm gì đây? Lidstrau Thom. Trong khi đó Tiểu Cốt Bông Tạ vẫn còn sống. Tiểu Cốt Bông Tạ luồn vào bo, vẫn còn sống nha các bạn. 108 bụi thì sao? Đang ở trong bo, quăng ra rất là nhiều thính. Như vậy dàn một cái đội hình ở đây, cho hai con xe vào khu vực nhà gà để làm gì đây? Nó sẽ là một cái vật cản khi mà mỗi lần nếu có team khác vào giao tranh nhé các bạn. Đây là Phú Đại TV. Ui, 3K dường như có thêm hai kill, như team của Bemmy. Ờ không, team của Tiểu Cốt, dường như team của Tiểu Cốt. À, Tiểu Cốt vẫn còn sống mà, vẫn còn sống nhăn răng nè. Còn đây thì Mạnh thì ở phía trên này bắt đầu di chuyển vào bo. Chúng ta thấy Bụi 108 đang có mặt ở khu vực cánh đồng, đang ở trong nhà gà. Còn đây là GP Gaming. GP Gaming cùng với là Cherry, cùng với lại là K204, cùng với là Gao Bạc TV thì bắt đầu di chuyển vào được rồi. Gao Anh Tú thì sao? Đang bị bắn. Còn đây là TN2K bắt đầu di chuyển vào bo. Không, trong khi đó thì Gao Anh Tú mất rất là nhiều máu. Gao Bạc TV đang đẩy vào. Gao Bạc TV mất cũng rất là nhiều máu. Và bây giờ thì Gao Tú Ca đã có mặt vô trong đây rồi. Đây sẽ là cuộc giao tranh bò cuối cực kỳ nguy hiểm đây. Đó là team của Lưu Trung. Chi Chi. Đây là Chi Chi bắn qua phía của vị trí của Gao Bạc TV. Đây là 3M. Được bắn rồi. Nhưng 3M mất rất là nhiều máu. Trả sát thương cực kỳ gắt đến từ vị trí của team Gao Bạc TV. Trong khi đó chúng ta thấy Gao Bạc TV đã bị nóc rồi. Đang cứu được Gao Bạc rồi. Bắt đầu Tú Cai thì sao? Tú Cai đang có mặt ở khu vực này. Đang bắn. Đang cứu Gao Bạc nha các bạn. Gao Bạc rất là khó. Còn đây là TN2K.
Trong khi đó Lưu Trung TV đang bắn về phía bên kia, còn Chi Chi cùng với 3M Khánh An chạy lên nhà gà rồi, vẫn nhắm về phía của Gà Bạc TV. Chúng ta cùng với đó là GP đang ở phía trên, không sao cả. Phú Đại TV đang có mặt ở khu vực nhà sách, nằm ở gần trong bo, đang được bắn lên vị trí của bụi 108. Rất kinh khủng. Hai team đang giao tranh xả đạn với nhau. Phú Đại TV đã phải nằm xuống rồi, như vậy là bay nón rồi, nhưng mà cái bo nó thuộc về vị trí của bụi 108. Rất là khó, cái bo này rất là khó rồi các bạn ơi. Bo này rất là khó rồi. Tiểu Cốt thì sao? Tiểu Cốt đang ở ngoài bo, quấn bo nhưng không được đến từ vị trí của Tiểu Cốt, không nằm trong bo. Trong khi đó bông tạ bắt đầu di chuyển tới cứu Tiểu Cốt. Hai người còn lại trong team số 4. Trong khi đó Gao Bạc TV đã phải nằm xuống. Handed có một điểm hạ gục cho mình. Gao Bạc TV, Gao Anh Tú đang có mặt ở đây. Có phóng lựu đến từ vị trí của Gao Anh Tú. Đẩy phóng lựu cực kỳ nhanh, lấy đi 184 máu của đối phương. Chỉ còn lại một mình Gao Anh Tú mà thôi. Trong khi đó Lưu Trung TV 3M cũng phải nằm xuống rồi. Đó là vị trí của ai? Đó là vị trí của Phú Đại TV đã được bắn xuống dưới kia. Và team dường như team AFK. Trận đấu hôm nay, Đây là đảo Thiên Đường dường như đang dành cho vị trí của team AFK rồi. Còn đây là Kiên đã có thêm một điểm hạ gục cho mình rồi. Rất là nhiều kêu bắn lên, rất là nhiều bắn lên vị trí của team GP thì phải. Team đó, team GP thì phải các bạn ơi. Không, GP chưa chạy, GP team của GP chưa phải chạy. Đó là vị trí của team mình đang bị bắn rồi, liệu rằng có chạy xuống được không? Vẫn đang bị bắn rồi, rất là khó. Đây Linh và cùng với đó Stardown đang ở trong bông keo, bắt đầu di chuyển chạy xuống. Chỉ chạy xuống đường rất là khó các bạn ạ. A đúp được bắn đến từ vị trí của mình rồi, lấy đi 150 máu của đối phương. Vẫn là vị trí của Phú Đại TV đang được bắn lên rất là gắt. Như bo đất bắt đầu giật rồi, và bây giờ chạy tiếp tục chạy dựng bông keo lên. 108 bụi đang công nhau có M79. Trời ơi, nói gì đi, trong khi đó M79 là cái khẩu súng mà phát huy cực kỳ mạnh trong cái bo cuối này. Chúng ta thấy là 108 vẫn còn nguyên tem, đang được sấy vào tem của AFK. AFK toang rồi, bây giờ sấy rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Như vậy là bụi 108 bắn một viên phóng lựu nữa. Trời ơi, nói gì đi anh em, Phú Đại TV vẫn còn sống. Như vậy Phú Đại ra đi rồi. Như vậy là Phú Đại ra đi rồi. Đến đó là vị trí của 108 bụi, bắn rất kinh, xả đam rất kinh, và bốn cái nòng súng xả xuống và khét len lẹt luôn. Trên bản đồ của chúng ta chỉ còn lại 3 tem mà thôi, đó là tem của mình ở phía trên, và cùng với đó là Linh và Shadow cùng với GP Gaming đang được bắn. Hình như tem của GP Gaming đang ở phía trên, bắn rất gắt ở ngoài bo, nhưng bây giờ bắn rất gắt, thấy được vị trí của đối phương. Bắn, chỉ còn lại Cherry toang rồi, chỉ còn lại tem của 108 bụi. Ta nói rồi, nói ngay ở trận đầu rồi các bạn ạ. Mình nói ngay ở trận đầu rồi, trận đấu ngày hôm nay rất là gắt luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn, các bạn không tin mình. Đó, đây là vị trí của Ga này. Đó, còn đây là 108 HTT đang vào bo, như vậy là clear hoàn toàn tem của mình rồi. Chúng ta có được cái top 1, vẫn còn dư 4 người, vẫn còn nguyên 4 người luôn các bạn ạ. Quá gắt đến từ vị trí của 108 bụi, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ gắt, cực kỳ chất lượng. Top 1 sẽ nghiêng về đội hình của streamer 108 bụi, top 2 sẽ là nghiêng về đội hình của streamer Manuman, và top 3 sẽ là streamer GP Gaming. Một cái top khá là cao, trong khi đó AFK chỉ là đứng top 4 mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.